Thưa quý vị, tối qua, ngày 6 tháng 6, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm thành phố Đà Nẵng, Hội chợ Hàng Việt Đà Nẵng 2023, tôn vinh sản phẩm OCOP đã khai mạc. Đây là một hoạt động triển khai hiệu quả chương trình Mỗi xã một sản phẩm của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, quảng bá sản phẩm Đà Nẵng gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Dự buổi khai mạc có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Trần Thị Mẫn. Hội chợ diễn ra từ nay đến hết ngày 11 tháng 6, thu hút hơn 200 gian hàng của trên 100 doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tại thành phố Đà Nẵng cũng như các địa phương như Hà Nội, Hải Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk với các sản phẩm hàng hóa thuộc lĩnh vực công, nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ, thực phẩm, sản phẩm đặc trưng vùng miền và các sản phẩm dịch vụ. Công ty chúng tôi đã tham dự hội chợ của Sở Công Thương cũng như là Trung tâm khuyến công tổ chức một năm khoảng độ 3 đến 4 lần ở Đà Nẵng mình đấy ạ. Vâng. Qua hội chợ thì chúng tôi kết nối được rất là nhiều khách hàng bán lẻ này, cả nhà phân phối nữa. Hiện tại là sản phẩm của cô Chi đang phân phối trong hệ thống của nhà thuốc Long Châu cũng như là Vinmec rồi ạ. Và chúng tôi cũng rất là mong muốn được kết nối đưa sản phẩm ví dụ như là tỏi đen, những đông trùng hạ thảo vào các siêu thị của Đà Nẵng đấy. Thì đây là lần đầu tiên mà bên Chabi tụi em có cái cơ hội mà được tham gia triển lãm ở hội chợ Đà Nẵng. Thì sau cái lần mà đi tham gia hội chợ đợt này thì mong muốn của bên em á, đơn giản là đưa cái sản phẩm đặc trưng của địa phương đến các tỉnh thành của Việt Nam thôi. Và đây Đà Nẵng là một cái nơi mà có rất là nhiều khách du lịch ở Việt Nam. Thì qua đó thì Chabi cũng muốn truyền tải cái kênh marketing ở đây luôn đến không chỉ là nội địa ở Việt Nam mà còn cả khách du lịch quốc tế nữa. Hội chợ kỳ vọng sẽ kích cầu tiêu dùng nội địa, thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt Nam, đồng thời là một trong những hoạt động của chuỗi các sự kiện của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DFF 2023 nhằm phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước. Hội chợ Hàng Việt của mình là tôi thích đi, tại vì là mình tới là có những cái sản phẩm là coi như Hàng Việt mình là rất tốt. Thành tôi thích đi để mà mua, tìm hiểu mua những sản phẩm tốt. Thì hàng hóa ở Việt Nam mình thì thấy chất lượng, mình thấy giá cả thì cũng vừa phải mà chất lượng. Dịp này, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cũng phát động tháng khuyến mại kích cầu mua sắm trên địa bàn thành phố đợt 1 năm 2023, diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 8 tháng 8 năm 2023, với sự tham gia của hơn 4.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh triển khai đồng loạt các chương trình ưu đãi, khuyến mại dành cho người tiêu dùng khi mua sắm hàng hóa, sản phẩm dịch vụ tại đơn vị với các hình thức như bốc thăm, quay số trúng thưởng, tặng quà, giảm giá, voucher với mức giảm giá tối đa 100% tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại. Đặc biệt, tháng khuyến mại có sự tham gia của các trung tâm siêu thị lớn trên địa bàn thành phố như MM Mega Market, Lotte Go, Coop Mart với hơn 5.000 mặt hàng khuyến mại các loại và hàng loạt các hoạt động chương trình khuyến mại tại các chợ, chợ đêm, phố chuyên doanh, các địa điểm du lịch, các hội chợ triển lãm, sự kiện trên địa bàn thành phố.